Ukraine được cho là đã tính toán từng đường đi nước bước cho cuộc phản công, nhưng kế hoạch tác chiến không diễn ra như kỳ vọng. Trái lại, Kiev đang rơi vào tình thế bế tắc và gặp nhiều thách thức khi cố gắng vượt qua tuyến phòng thủ của Nga. Tổng hợp những thông tin nóng hổi nhất trong dòng chảy tin tức quốc tế, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube Tin tức Việt và sau đây sẽ là nội dung đáng chú ý có trong chương trình kế hoạch tác chiến không đạt kết quả mong muốn, Ukraine đi sai nước cờ. Đối đầu Mỹ-Trung liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ? Kế hoạch tác chiến không đạt kết quả mong muốn, Ukraine đi sai nước cờ. Kế hoạch tác chiến của Kiev khi bắt đầu tiến hành phản công là điều các lữ đoàn được trang bị xe tăng phương Tây do NATO huấn luyện đi xuyên qua các bãi mìn để tới tuyến phòng thủ chính của Nga lực lượng thứ hai sẽ vượt lên trên lực lượng đầu tiên để công phá phòng tuyến Surovikin, một hệ thống ba lớp gồm chiến hào, bẫy xe tăng và cứ điểm mà Nga xây dựng để bảo vệ hành lang nối đất liền, bán đảo Crimea với vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Lực lượng thứ ba sẽ sử dụng xe tăng Challenger do Anh sản xuất và xe chiến đấu Tracker do Mỹ chế tạo, tấn công vào các lỗ hổng phòng thủ, truy quét đối phương đi qua thảo nguyên Pontic đến biển Ajut. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết, trên thực tế, cuộc phản công của Ukraine chưa bao giờ thuận lợi như vậy và sự thất vọng đang ngày càng gia tăng vì tiến độ quá chậm chạp. Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận đã giành được ngôi làng Robotini, một mục tiêu mà họ đã nỗ lực đạt được trong hai tháng qua. Điều này có thể mang đến cho Ukraine chút lợi thế về mặt chiến thuật. Nhưng làng Robotini chỉ cách Orykiv, thị trấn nông thôn nơi Ukraine bắt đầu cuộc phản công khoảng 12 km về phía nam. Kiev vẫn cần phải tiến thêm 22 km để đến Tomak, thành trì của Nga, trong khi Melitopol và bờ biển Azov cách đó hơn 80 km. Ukraine hiện vẫn chưa chọc thủng được các tuyến phòng thủ đầu tiên trong số 3 tuyến phòng thủ của Nga, nhưng đã tung lữ đoàn mạnh nhất của họ tham gia trận đánh. Dù không thể đoán trước kết quả cuộc phản công, nhưng theo giới phân tích, khả năng Ukraine tiến được tới biển Azov trước mùa đông là điều rất khó xảy ra. Về mặt lý thuyết, cuộc phản công của Ukraine có 3 mũi nhọn, Thứ nhất tiến từ Orykip tới hướng Melitopol. Thứ hai tiến từ Velika, Novosika theo hướng Berians Maropol. Và thứ ba là tiến công xung quanh Bamut. Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất là cắt đứt hành lang đất liền giữa đất liền lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea. Mục tiêu tiếp theo là kéo căng và gây áp lực cho khả năng phòng thủ của Nga. Cuối cùng là buộc Nga phân tán lực lượng, đồng thời cắt đứt các tuyến đường tiếp tế. Nhưng các quan chức Mỹ cho rằng Ukraine đã dành quá nhiều nguồn lực cho các hoạt động ở phía đông xung quanh Bamut, nhiều nhà hoạch định chính sách phương Tây kêu gọi Kiev tập trung lực lượng vào mũi tấn công chính. Nhật báo Bill cho biết, các báo cáo tình báo của Đức đã chỉ trích các chỉ huy Ukraine khi họ quay trở lại sử dụng chiến thuật quen thuộc là tấn công bằng các đơn vị bộ binh nhỏ thay vì tập trung thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn bằng xe bọc thép có thể mang tính đột phá. Kirin Mikhailov, chuyên gia của nhóm tình báo xung đột ở Kiev cho rằng, chiến lược mà phương Tây đưa ra là chiến lược rủi ro cao nhưng mang lại lợi ích lớn nếu thành công. Vấn đề ở chỗ Ukraine không chắc chắn về nguồn tiếp tế vũ khí và trang thiết bị của họ. Họ không đủ xe tăng hay thiết giáp để tấn công khắp các mặt trận. Mặc dù phương Tây có thể giúp Ukraine sửa chữa các phương tiện hư hỏng trên chiến trường, nhưng không có dây chuyền sản xuất nào đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu về trang thiết bị mới và kho đạn dược cũng có hạn. Các bãi mìn dày đặc, pháo binh, khẩu đội tên lửa, trực thăng tấn công K-52 và máy bay chiến đấu thả bom lượn dẫn đường của Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công lớn của đại đội Ukraine. Kết quả là Kiev buộc phải sử dụng pháo binh từ thời Liên Xô và xe thiết giáp để hỗ trợ các cuộc tấn công nhỏ của lực lượng bộ binh. Nhưng đây không phải chiến lược giúp họ tiến đến Melitopol theo một mốc thời gian cụ thể. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng vấn đề đối với Ukraine đã nảy sinh từ lâu trước khi Kiev tiến hành cuộc phản công và bắt nguồn từ một điểm nóng trên mặt trận. Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, Nga và Ukraine đều đổ nguồn lực khổng lồ vào trận chiến giành thành phố Ba Mút thuộc vùng Donetsk. Trận chiến ở đó bắt đầu như một phần trong cuộc tấn công của Nga nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbass, nhưng nó nhanh chóng trở thành cối xay thịt Verdun thời hiện đại với rất ít mục tiêu chiến lược ngoài việc khiến đối phương bị tiêu hao binh lực. Ở thời điểm đó, quyết định của Ukraine bám trụ tại Ba Mút bằng mọi giá đã gây tranh cãi và cũng không rõ bên nào sẽ được lợi khi cả Nga lẫn Ukraine đều tổn thất nặng nề, đáng kể về binh sĩ và đạn dược. Theo một số chuyên gia, nếu Ukraine rút lui về những ngọn đồi phía sau Bamut thay vì cố gắng giữ thành phố bằng mọi giá, thì họ có thể bảo toàn được một số lữ đoàn tốt nhất, giàu kinh nghiệm nhất của mình như lữ đoàn cơ giới 93 và lữ đoàn xung kích số 3. Hiện tại, các lực lượng được NATO huấn luyện và trang bị mà Ukraine vừa tung ra mặt trận đều mới được thành lập và chưa thử lửa trên chiến trường. Cả phương Tây và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về những bước tiến chậm chạp trong cuộc phản công. Tổng thống Zelensky từng nói rằng cuộc tấn công bị trì hoãn do Mỹ và châu Âu cung cấp vũ khí và thiết bị chậm chạp, giúp Nga có thêm thời gian để củng cố phòng tuyến. Việc Kiev thiếu ưu thế trên không và các cuộc tranh luận liên quan đến việc cung cấp máy bay chiến đấu cũng như tên lửa tầm xa ATACMS cũng là vấn đề đáng chú ý. Liệu cuộc phản công có hiệu quả nếu phương Tây cung cấp xe tăng hiện đại cho Ukraine vào mùa thu thay vì mùa xuân? Hay nếu Mỹ chuyển giao tên lửa ATACMS và chiến đấu cơ F-16 vào năm 2022? và nếu Ukraine giao chúng cho các lữ đoàn kỳ cựu thay vì các đơn vị mới, những câu hỏi này chắc chắn sẽ được thảo luận trong thời gian tới. Nhưng có một thực tế là Ukraine đang gặp khó khăn rất nhiều khi nga lại đang có nhiều lợi thế. Robley, nhà phân tích quân sự tại Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại Mỹ nhận định, sức mạnh phòng thủ của nga có lẽ là yếu tố quan trọng nhất khiến cuộc phản công của Ukraine bị đình trệ. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẽ tạo ra bước đột phá lớn để tiến tới biển Azov. Quân đội Nga dù chịu tổn thất lớn sau các cuộc tấn công trong mùa đông, nhưng tập đoàn quân số 58, đội hình chấn giữ mặt trận phía nam của họ đã được củng cố và đang dành thời gian chuẩn bị cho các hoạt động phòng thủ tiếp theo. Theo ông Dobly, nếu Ukraine chỉ đạt được những bước tiến tối thiểu, thì những lời kêu gọi hối thúc ký ép nhất trí về một lệnh ngừng bắn với Moscow ngày càng trở nên lớn hơn. Đối đầu Mỹ-Trung liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ? Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới, nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ khi xung đột Nga-Ukraine và đối đầu Mỹ-Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt. Đồng đô la Mỹ đang gặp thách thức không nhỏ với việc Trung Quốc trỗi dậy trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng như việc Trung Quốc đẩy mạnh sử dụng đồng nhân dân tệ của họ trong các giao dịch thanh toán quốc tế mỹ là một trong các cường quốc đóng vai trò quan trọng trong dẫn dắt trật tự kinh tế toàn cầu hậu thế chiến thứ hai do chính họ góp phần tạo ra nhưng sức nặng kinh tế của quốc gia này đã suy giảm theo thời gian các bên cạnh tranh chiến lược trên các thị trường mới nổi đang kêu gọi phải tạo ra thay đổi một số gợi ý rằng thời hoàng kim của đồng đô la mỹ với tư cách là đồng tiền toàn cầu chủ chốt sắp kết thúc hiện nay vai trò của đô la mỹ tiếp tục là trung tâm trong hoạt động của tài chính quốc tế Ngân hàng thanh toán quốc tế ước tính rằng đồng đô la Mỹ tham gia vào gần như 90% giao dịch ngoại hối và chiếm tới 85% giao dịch trên thị trường giao ngay, kỳ hạn và hoán đổi. Có tới một nửa thương mại toàn cầu với 3 phần tư thương mại châu Á-Thái Bình Dương được tính bằng đồng đô la Mỹ. Tỷ lệ đồng đô la Mỹ dùng làm dự trữ ngoại hối chính thức đã giảm từ 61,5% vào năm 2012 xuống còn 58,4% vào năm 2022. Nhưng đồng euro cũng vậy, giảm từ 24,1% xuống còn 20,5%, còn thị phần đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vẫn ở mức dưới 3%. Nợ ngoại hối tính bằng đồng đô la Mỹ vẫn ở mức khoảng 70% kể từ năm 2010. Chỉ số sử dụng ngoại tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng ổn định ở mức khoảng 68% bất mãn với vai trò thống trị của đồng đô la Mỹ xuất hiện định kỳ, thường là gắn với một chuyển đổi lớn trong nền kinh tế toàn cầu hoặc một cuộc khủng hoảng quốc tế nào đó. Chẳng hạn khi Nhật Bản trỗi dậy như một thế lực kinh tế bất khả chiến bại vào cuối thập niên 1980, nhiều người nghĩ rằng đồng yên Nhật Bản sẽ và nên đóng một vai trò lớn hơn nhiều, nhưng điều đó đã không xảy ra với đồng yên. Đồng này chỉ tạo ra khoảng 5% dự trữ ngoại hối. Trong khi đồng euro, đồng tiền chung châu Âu được tạo ra, người ta còn nhiều kỳ vọng hơn nữa vào đồng tiền này nhưng bên ngoài châu Âu thì euro đã không có được vai trò lớn hơn. Xu hướng này dường như cũng đúng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong cả thế hệ vừa qua. Chỉ số IFCU xác định nhân dân tệ chỉ chiếm 3%, bằng phân nửa mức của đồng bảng Anh và 2 phần 5 mức của đồng Yên Nhật Bản. Tức là cho tới nay, khó lật đổ ngai vàng của đồng đô la Mỹ. Trong các năm gần đây, tiếng nói chỉ trích vai trò ngoại cỡ của đồng đô la Mỹ đã trở nên gay gắt hơn, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị bằng việc khống chế đồng USD, chính phủ Mỹ có thể gây ảnh hưởng rất lớn. Thí dụ bằng việc chặn quyền tiếp cận hệ thống thanh toán ngân hàng xuyên biên giới, như trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Đến đây, thời lượng của video cũng đã hết. Quỳnh Anh xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị và các bạn đã chọn nghe thông tin từ kênh tin tức Việt. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Mời quý vị chuyển sang các nội dung kế tiếp đang hiển thị ở trên màn hình.